kia lại chờ, gặp được em tìm sự vô ích. Đã qua biết bao nhiêu chuyện rồi, vẫn không học điều gì cần thiết. Anh lạch xanh tìm thấy công bằng, cho chính mình phải nhờ thần tiên. Người bạn tốt em thế nào đã, có đối tốt với em thì sao? Thấy em gặp phải chuyện chẳng lành, có bất tiện như là như nào? Có bất tiếng em đi làm nhiều, lãng em cách đồ lấy lại xu. Em kể ba anh nghe bằng gì khi bằng tiền lại toàn tính đủ dài. Mọi người đã cháy chưa?